Chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Anh lớn hơn cô 3 tuổi là bạn của anh cô, năm cô 9 t tuổi anh 12 tuổi hàng, em thích anh. Năm cô 12 tuổi anh 15 tuổi hàng. Em rất thích anh, nhưng tôi không thích cô, cô quay lưng đi, năm cô 15 tuổi anh 18 tuổi hàng, đây là bánh em làm cho anh, cô mỉm cười đưa bánh cho anh. Tôi đã nói không thích cô, cô đừng làm phiền tôi nữa, như vậy cô ấy sẽ không vui, anh lạnh nhạt nói. "Vâng." Cô quay đi lặng lẽ rơi nước mắt, năm cô 18 tuổi, anh 21 tuổi, hàng, anh có thể nhận món quà này không? Cô cầm một hộp quà đưa cho anh. Nhưng anh lại không nhận mà gạt đi làm nó rơi xuống đất, bọc chiếc áo sơ mi mà cô dùng số tiền tiết kiệm để mua cho anh rơi ra. "Tôi đã nói cô đừng làm phiền tôi nữa rồi mà." Cô cúi xuống nhặt chiếc áo lên. Mỉm cười nói với anh, chỉ cần anh nhận món quà này sau này em sẽ không làm phiền anh nữa cô chắc chứ em chắc anh đưa tay nhận chiếc áo mà cô đang cầm rồi nói tôi nhận rồi sau này cô đừng làm phiền tôi nữa cô không nói gì chỉ quay đầu bước đi có lẽ cô không còn hy vọng gì về cuộc tình đơn phương này nữa có lẽ đây cũng là lần cuối cùng anh gặp cô tạm biệt anh người em từng thương cô khẽ nói nghe trọn bộ tại mê truyện audio com linh trực tiếp ở phần mô tả